là nó viết nắp là chưa đen, đúng không? Cái thằng kia đen rồi. Không, thằng đấy cũng chưa đen. Thằng này mới ngon nè, mặt thằng này mới ngon nè, cho nên là... Xin chào bà con, hôm nay mình quay cái clip và mình hôm nay kênh cũng có bán thêm cái là mật ong rừng. Nên cái clip này thì mình quay rõ ràng cho bà con xem là mật ong là nguyên chất 100%. Đó là nó hút từ phấn của cây cà phê, rồi các cái cây nhãn, cây vải, nói chung là tất cả cây rừng ở trên Tây Nguyên ta. Thì qua clip này thì mình cũng nói rằng là những cái mật ong bà con nếu muốn mua á thì mình sẽ bán cho bà con, và bà con vui lòng liên hệ cái số điện thoại ở dưới. Thì mật ong này thì ở đây là khu rừng mình để ngoài vườn cà phê, thì mật này là hoàn toàn đúng 100%, không cho em một bất cứ loại đường nào. Nếu bà con mua về mặt mình nó bị đóng đường hay có dấu hiệu khác á thì mình bảo hành cho bà con 100%. Thì bà con xem này đó, những từng thùng này đó, khi dở ra đó, ong rất là nhiều, ăn từng bánh. Còn những cái mà ở dưới trắng trắng á, bà con tưởng là đường cho ong ăn nhưng thực chất không phải đâu. Cái đó là phấn hoa, khi mà ong nó bay về á là mình lấy lọc ra những cái phấn nó sẽ không chui vào được và rớt phấn ra ngoài. Cái phấn đó mình cũng lấy để bán, nó rất là mắc tiền, 400.000 một ký. Bà con xem nó bánh ong thấy đẹp không? Mặt rất là nhiều và dày đặc luôn. Ong này hoàn toàn ong rừng, không có một chút gọi là đường. Đó là con nhìn coi. Nên ai có nhu cầu mua mật ong này thì nó rất là nguyên chất. Vì kênh mình nó luôn cập nhật những thông tin ở rừng, ở núi thôi, không có một cái thứ gọi là thông tin nào ảo hết. Rừng núi có những gì mình quay lại những đó. Nên bà con cứ nếu có mua mật thì liên hệ cho mình, có số điện thoại ở dưới. Nhưng ông rất là đẹp và mê. Đi quay rồi rất cũng cắt cực. Sao ông cắn lắm. Còn có bên phải cũng đẹp. Có những cái khay ở dưới bà con là phấn hết á. Ăn rất là ngon, hồi nãy mình có thử rồi. Nếu ai có nhu cầu làm đẹp hay là gì đó thì cũng nên mua ít phấn hoa, phấn mặt của ông rồi nè. Con xem tí nữa mình sẽ quay cận cảnh về cái cảnh mà ong nó rơi phấn hoa xuống, nó về mà phấn hoa nó rớt xuống á. Con xem nó, nó cứ bay rồi nó rớt, nó chui vô được cái lỗ đó là nó to quá là sẽ rớt phấn hoa xuống ở dưới. Một ngày thì được khoảng cỡ một thì phấn hoa đó. Đó là con xem thấy không, nó chui vô lỗ đó. Chứ con nào to quá là chui không được, chừng nào nó chui vô được là phải rớt cái phấn hoa ra ngoài đó. Thấy không, hai chân nó màu trắng trắng đó, trắng trắng đó, nó rớt hết xuống đó mà con thấy không, cứ mặt nào nó rớt xuống hết đó. Những con ong nó chui vô nó rớt hết chứ không phải là đường đâu. Hai chân mà con nhìn rõ thấy rớt không, rất rõ ràng luôn á. Thì với clip này thì mong bà con đăng ký kênh. Còn nếu ai có nhu cầu mua mật ong thì liên hệ mình sẽ giao hàng trên cả nước. Mày biết con mật nào mật nè, con này mật về nè. Mật bóng lưỡng rồng ấy, ăn chui vô đây. Nó chui vô. Nó cái này là cái phấn hoa. Ăn rất là ngon. Con này vừa mật vừa phấn nó chui không lọc nè. Nó chui không lọc. Có con kia đâu lọc không? Dù con chui không lọc, nó ăn no quá nó chui không lọc nè, như con này kẹt no quá tức bụng. Kẹt rồi. Ừ. No quá tức bụng chui đâu vô hết đâu. Bên này về khiếp hơn. Anh nói với em. Con mẹ nó tông thằng đây chứ tông thằng đây làm gì? Nó múc cùng mua. Được không được. Gỡ lên bánh quay cái bánh thôi. Mẹ
để bánh mạch không à. Đây cả ký mạch này nè. Bù cái này chứ. Cái nít thôi mà. Còn đâu, còn lấy mạch nhà lắm rồi. Cái bánh đây mà quậy nè. Mình quay bánh đấy. Bánh nào bánh mình đang cầm hả? Không, bánh đây mà quậy nè. Đông mạng nó mới sướng. Đây. Con mấy cái này lên mạng thì đủ lỗi đi. Rồi anh quay cái mặt sau em coi. Mặt nhỏ lại. Con bánh này không? Mặt đá không? Mặt đúng ghiền rồi. Đó, cái mặt à. Nhìn chắc 100% luôn. Rồi, đúng ba. Bộ bánh trên mảnh bánh trúng lắm á. Một tấm bát ngát tấm. Trong cái mạng nó có lại đấy á. Mấy thằng này chắc mới hết à. Mới gì?